Xin chào tất cả các anh chị em trên Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây. Được hầu vì Chúa là một cái cơ hội, nhưng mà cũng là một đặc ân mà Chúa cho. Nhất là khi tôi đọc sách, khi tôi gần gũi với Chúa và khi tôi được Chúa dạy dỗ những sứ điệp. Hầu như mỗi tuần đều phải có một sứ điệp. Thì Chúa lại cho tôi có những sứ điệp mà lòng ước ao. Và Chúa tiếp tục dạy tôi qua những sứ điệp này. Và có sứ điệp thì cũng cần phải có người nghe, cần được chia sẻ. Cho nên buổi tối hôm nay tôi chia sẻ một sứ điệp đến từ Chúa mà Chúa là ban cho tôi. Ý đề tài mà tôi muốn anh chị em suy nghĩ buổi tối hôm nay là vui hưởng sự tự do thật. Vui hưởng sự tự do thật Chúa ban. Cái đây không lâu thì Chúa cho tôi đọc được một cuốn sách. Cuốn sách này thật ra thì rất là cũ, nhưng mà đối với tôi thì rất là mới, bởi vì mới tìm thấy, mới đọc thấy. Cuốn sách có tên là Enjoy Your Freedom của mục sư Warren Wiersbe. Tôi thấy đây như là một cái món quà lớn mà Chúa ban cho tôi, bởi vì nó rất là hợp với lại cái sự khám phá của tôi với ơn mà Chúa cho. Chỉ nhìn thấy cái đề tài cuốn sách là Enjoy Your Freedom hay là vui hưởng sự tự do của bạn đó, thì tôi lập tức nghĩ ngay đến cái điều mà nhiều người thường hỏi và chính mình tôi thường hỏi, đó là Chúa đã làm gì cho chúng ta. Và tôi nghĩ rằng cái loạt bài ở trong cuốn sách này cũng như là những cái cơ hội mà tôi chia sẻ tối hôm nay cũng như là những dịp khác đó, thì nó trả lời được cho câu hỏi Chúa đã làm gì cho tôi. Ở trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 20 đó, khi Đức Chúa Trời ban bố 10 điều răn, thì Chúa bắt đầu bằng cái câu gọi là giống như là con mở đầu cái lý do cũng như những việc Chúa đã làm cho dân Do Thái khiến họ phải thi hành đại mạng lệnh của Chúa, thi hành đại điều răn của Chúa đó. Đó là ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đấng rút các ngươi hay là giải cứu các ngươi ra khỏi ách nô lệ. Như vậy thì trong cả thời cựu ước, tôi thấy cái việc lớn mà Chúa làm cho nhân loại hay là đặc biệt cho dân Do Thái đó là Ngài rút họ ra, Ngài giải phóng họ, Ngài cho họ tự do khỏi cái ách nô lệ suốt 400 năm ở trong xứ Ai Cập. Và chính vì cái công việc phi thường đó mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ giữ điều răn của Chúa. Và tôi lại suy nghĩ đến Chúa Giê-xu. Khi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ thì Chúa cũng lại mở cuốn Kinh Thánh, mà trong cuốn Kinh Thánh đầu tiên Chúa mở ra đó là của sách tiên tri Ê-sai, có cái câu rằng thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Có thể nói câu Kinh Thánh này nó ứng nghiệm hoàn toàn về việc Chúa sẽ làm cho nhân loại. Và Chúa Giê-xu dùng cái lời tiên tri này giống như là cái mục tiêu ở trong chức vụ của Chúa trong ngày sắp tới. Khi công việc chính của Chúa là giải thoát chúng ta ra khỏi ách nô lệ, ban tự do cho chúng ta. Ở đây có một số chữ mà chúng ta cần phải định nghĩa, chẳng hạn như chữ buông tha, rồi cho tự do, hoặc là giải cứu, vân vân. Tất cả những chữ đó nó nằm cái nghĩa giống như là giải phóng ra khỏi ách nô lệ và giải cứu chúng ta ra khỏi những cái ách, những cái sự ràng buộc mà đem lại chúng ta sự tự do. Cho nên nếu Đức Chúa Trời giải cứu dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, ban cho họ sự tự do, thì chúng ta ngày hôm nay
Cũng có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã làm một việc lớn cho chúng ta. Ngài giải phóng chúng ta, Ngài ban cho chúng ta tự do. Cho nên cái sự tự do mà nhân loại mong muốn có, chúng ta mong muốn kinh nghiệm đó, cũng là một cái thứ tự do đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, cho tâm hồn của chúng ta. Chính vì vậy mà cái đề tài vui hưởng sự tự do của bạn mà tôi nói tới hôm nay cũng như ngày sắp tới đó là một cái đề tài rất là phong phú và rất là quý báu. Và khi nghe đề tài này thì tôi ước ao những người nghe, như là anh chị em đang nghe lời của Chúa hôm nay sẽ hỏi rằng tôi có đang được tự do không? Tôi có đang được tự do thật hay không? Và đây chính là điều rất là quan trọng. Riêng bản thân tôi thì tôi rất là cảm ơn Chúa vì phần nào tôi có thể nói rằng tôi đang được tự do. Tôi đang được tự do trong Chúa, tự do khỏi những lo lắng, tự do khỏi những cái sự ràng buộc, tự do khỏi những cái sợ hãi, tự do khỏi những cái phiền muộn, khỏi những cái bận rộn hay là khỏi những cái lo lắng ở trong đời sống. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ đến sự tự do. Nhưng mà trong đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy là người Do Thái thì họ lại không hiểu được một cách đầy đủ về ý nghĩa của sự tự do. Có thể nói là họ lẫn lộn sự tự do. Họ nói rằng chúng tôi chưa từng làm nô lệ cho ai. Nghĩa là họ nghĩ rằng cái sự tự do mà Chúa nói đó, nó là một cái chuyện mà họ không thể hiểu được. Và nếu áp dụng cho họ thì không thể áp dụng được, bởi vì họ chưa từng bị làm nô lệ. Nếu mỗi người chúng ta không nghĩ rằng mình đã từng làm nô lệ và được tự do đó, thì chúng ta không thấy được giá trị của sự tự do. Một người mà bị làm nô lệ mà được giải phóng hoàn toàn, đó là một người tự do và đó là một cái địa vị vô cùng quý báu. Và người đó đáng tự hào sung sướng. Cho nên chỉ riêng cái chữ tự do ra khỏi nô lệ của tội lỗi, của luật pháp, của những cái ràng buộc đủ thứ trong cuộc đời, và chúng ta được sự tự do hoàn toàn đó, thì đó là một cái giá trị vô cùng lớn lao và quý báu. Và tôi ước ao ông bạn chị em kinh nghiệm thật về điều này, bởi vì chỉ khi nào chúng ta kinh nghiệm thật được sự tự do trong Chúa, chúng ta mới sung sướng và nói với những người khác đang ở dưới ếch nô lệ. Ếch nô lệ của tội lỗi, ếch nô lệ của luật pháp, của tôn giáo, của nhiều mê tín dị đoan hay là của nhiều cái sự ràng buộc ở trong đời sống. Và chúng ta cho họ biết chỉ có Chúa có thể đem đến sự tự do thật á, thì chúng ta mới có được sự khích lệ và mới mạnh dạn để nói cho mọi người khác biết. Giống như một người đang đói mà biết nơi có bánh, thì nói với những người đang đói khác về nơi có bánh đó. Chúng ta vốn là những người nô lệ và được giải thoát, được tự do. Chúng ta có thể dạn dĩ nói với đồng bào chúng ta, với anh em, với gia đình của chúng ta rằng họ cũng được sự tự do khi họ đến với Chúa. Khi đọc lịch sử Cựu Ước thì chúng ta thấy dân tộc Do Thái thường bị ắt nô lệ vì Chúa phạt họ. Thực ra chính lúc nghe Chúa Giêsu nói thì người Do Thái cũng đang bị cai trị hà khắc bởi chính quyền La Mã. Họ đang ở dưới ắt nô lệ mà họ không biết. Ngoài ra thì họ còn bị nô lệ đủ thứ hết, nhất là luật pháp Do Thái, rồi truyền thống, rồi sự nghi kỵ, rồi sự ghen ghét, hận thù, người cũ, bản tính xác thịt, tất cả những điều đó đã làm cho họ bị ắt mà họ không biết. Họ cứ nghĩ mình là người tự do. Nhiều người cũng không hiểu được sự tự do. Trước mặt Chúa, chúng ta cần phải hiểu sự tự do có giá trị như thế nào và có ý nghĩa như thế nào để chúng ta mới có thể nói về sự tự do. Muốn hiểu và vui hưởng sự tự do thì chúng ta cần hiểu ba lời xác nhận của Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất là mục đích của Đức Chúa Trời cho là người là tự do. Thứ hai là phương pháp của Đức Chúa Trời cho sự tự do là lại thật, là sự thật. Thứ ba là sự mặc khải của Đức Chúa Trời về lại thật,
là chính Chúa Giêsu. Cho nên trong Chúa Giêsu, công lẽ thật là kinh thánh, chúng ta có được sự tự do. Trước hết chúng ta nói về mục đích Đức Chúa Trời cho loài người là tự do. Tự do là gì? Nhiều người nghĩ rằng tự do là vắng bóng sự hạn chế, vắng bóng sự ràng buộc, không có bị ràng buộc, không có bị hạn chế. Nhưng mà giả sử chúng ta không có luật lệ quy định gì đó, thì chúng ta dễ làm sai lắm, dễ gặp khó khăn. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta phải bị ràng buộc bởi cái luật lệ lái xe bên phải hay là lái xe bên trái. Ở Mỹ thì người ta lái xe bên phải, nhưng mà ở bên Mã Lai thì người ta lái xe bên trái. Giả sử không có quy định gì về thuốc men hay là tiền bạc, thì người ta dễ mà uống lầm thuốc hoặc là sử dụng bạc giả chẳng hạn như vậy. Giả sử chúng ta có thể làm bất cứ việc gì chúng ta muốn, thì thế giới sẽ nổi loạn ngay. Vì vậy tự do không có nghĩa là không có giới hạn. Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tự do như thế chỉ là một cái thứ nô lệ vị kỷ. Tự do là đặc ân và quyền năng để trở nên tất cả những gì Chúa muốn chúng ta trở nên. Tự do là cơ hội để làm thành tiềm năng tôn vinh Chúa trong mỗi người chúng ta. Quý vị và tôi ra đời với một tiềm năng lớn. Khi chúng ta được tái sinh qua đức tin nơi Đức Jesus Christ, Đức Chúa Trời gia thêm các ân cứu thuộc linh cho những tài năng tự nhiên của chúng ta. Ngài ban chúng ta những cơ hội. Quý vị và tôi được tự do trong Chúa Giêsu. Tự do này không có nghĩa là chúng ta có thể làm bất cứ điều chúng ta muốn, nhưng mà làm thành bất cứ việc gì Chúa muốn chúng ta trở thành. Tự do là cơ hội để làm thành cái tiềm năng tôn vinh Chúa của mỗi chúng ta. Quý vị và tôi được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài đã dựng nên chúng ta cho được tự do. Ngài muốn chúng ta được tự do. Khi Chúa dựng nên người nam và người nữ trong vườn Eden thì Ngài ban cho họ sự tự do. Tự do trong luật lệ, tự do trong sự bảo bọc của luật bảo vệ. Tổ phụ chúng ta được tự do làm việc cho Chúa. Họ được tự do đồng đi với Chúa. Nhưng họ không được tự do để bất tuân Chúa hay là để làm theo ý riêng. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa Trời để vui hưởng sự tự do mà Chúa làm ra cho chúng ta. Kinh Thánh là sách tự do. Bắt đầu từ số ký Du Tô Ký, khi Đức Chúa Trời giải phóng họ, người Do Thái kéo dài cho đến sách Khải Huyền, tất cả đều nhấn mạnh đến sự tự do. Khi nào dân Israel phạm tội thì họ rơi vào ách nô lệ. Khi nào họ vâng lời Chúa thì họ vui hưởng tự do. Kinh Thánh là sách tự do. Thập tự giá nói đến sự tự do. Thành Thánh Jerusalem mới nói về sự tự do. Tăng ước chỉ về Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự tự do. Tự do bắt đầu với sự cứu rỗi. Tự do bắt đầu với sự tin cậy Chúa Giêsu làm Chúa của mình. Phương pháp của Đức Chúa Trời cho tự do. Phương pháp của Đức Chúa Trời cho tự do là lẽ thật, là sự thật. Chúng ta để ý đến điều này. Trên thế giới ngày nay có hai lực lượng đang vận hành. Lực đến từ thiên đàng, lực đến từ địa ngục. Quyền năng của Đức Chúa Trời hoạt động qua sự chân thật, còn quyền năng của ma quỷ hoạt động qua sự dối trá, lừa đảo. Satan là kẻ nói dối. Chúa Giêsu nói rõ trong gian đoạn 8 câu 44 rằng các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nó nói theo bản tính riêng của mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Satan dùng sự dối trá để đem bạn, quý vị và tôi đến nô lệ, và sự nô lệ đó dẫn đến diệt vong. Nhưng Đức Chúa Trời dùng sự chân thật để đưa chúng ta đến tự do. Sự tự do dẫn đến sự thỏa lòng, sự bình an. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3, Satan đã chất vấn tổ phụ chúng ta rằng có phải Đức Chúa Trời nói thế không?
Và rồi nó hứa hẹn họ rằng các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Satan cung cấp cho tổ phụ chúng ta một cái thứ tự do vô trách nhiệm, tự do không lường được hậu quả và không bao giờ có tự do thật như thế. Sự dối trá của Satan là các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Và đó là thứ dối trá đang cai trị thế giới ngày nay. Là người là Đức Chúa Trời của họ. Thế giới ngày nay đang thờ phượng vật thọ tạo thay cho đấng sáng tạo. Con người không còn nhìn mình như vật thọ tạo, phải vâng lời Chúa. Con người nhìn chính mình như là tạo hóa vậy. Con người là Đức Chúa Trời của chính họ. Mục đích của Đức Chúa Trời ban cho người là tự do, và phương pháp của Đức Chúa Trời cho sự tự do là sự thật, là chân thật. Sự tự do thật hay là sự thật được ban cho chúng ta theo ba cách. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đây là sự thật. Chúa Giêsu phán rằng Ngài là sự thật. Chúa Giêsu xác nhận trong đoạn Giăng đoạn 8 câu 36 rằng vậy nếu con buông ra các ngươi, giải phóng các ngươi thì các ngươi sẽ thật được tự do. Câu này nó cũng liên quan đến câu nói trước đó là các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi, sẽ buông ra các ngươi. Khi chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta biết sự thật của Đức Chúa Trời và sự thật đó giải phóng cho chúng ta. Tôi nhớ đến câu nói của ông C.S. Lewis rằng tôi tin đạo Chúa giống như tin đến mặt trời, không chỉ vì tôi thấy mặt trời mọc lên nhưng mà cũng nhờ mặt trời mà tôi thấy mọi sự. Cảm ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta sự thật, và chúng ta chỉ có được tự do trong sự thật của Chúa. Chúng ta không thể có được sự tự do trong sự dối trá. Chúng ta cũng không thể có được sự tự do ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu chính là sự tự do của chúng ta. Chúa là lẽ thật, và lời của Chúa là lẽ thật. Trong Giăng đoạn 17, câu 17 nói rằng xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Đây là lý do Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 8, câu 31 đến câu 32 rằng bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng nếu các ngươi hằng ở trong lời Ta, trong đạo Ta, thì thật là môn đồ của Ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng, sẽ buông tha các ngươi. Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phơi bày sự dối trá của ma quỷ. Thưa quý vị và tôi liên hệ với con Đức Chúa Trời, chúng ta có sự thật. Khi chúng ta dành thời gian để nghiên cứu và suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có lẽ thật, chúng ta có chân lý. Lời Chúa là lẽ thật. Chúng ta muốn biết sự thật hãy mở Kinh Thánh ra. Kinh Thánh chính là sự thật. Và vì vậy thì Phaolô khuyên lời của Chúa hãy đầy dẫy trong lòng chúng ta. Chúa cũng nói rằng nếu lời ta đầy dẫy trong lòng các con thì các con muốn xin điều gì ta sẽ cho. Một điểm nữa đó là Đức Thánh Linh cũng là lẽ thật. Trong Giăng nhất đoạn 5 câu 6 nói rằng ấy chính Đức Giêsu Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bằng là lấy nước và huyết. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời của Chúa. Lời của Chúa được linh cảm bởi Đức Thánh Linh. Thánh Linh dạy chúng ta lẽ thật về lời của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17 nói rằng vả Chúa là Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Như vậy chúng ta thấy là cả ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đều đồng công cộng tác để giải thoát chúng ta, để đem chúng ta đến tự do. Khi lời của Đức Chúa Trời bày tỏ con của Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm sự tự do của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta cần nhắc lại phương pháp của Đức Chúa Trời cho sự tự do là sự thật. Satan luôn luôn dối trá, còn Chúa luôn luôn là thật. Khi chúng ta tin lẽ thật, vâng lời lẽ thật, chúng ta kinh nghiệm sự tự do. Khi quý vị và tôi tin lời dối trá của ma quỷ và vâng theo nó, thì lập tức chúng ta bị nô lệ ngay. Mục đích của Đức Chúa Trời cho tự do là sự thật. Vì vậy chúng ta hãy theo đuổi sự thật, hãy giữ sự thật,
không bao giờ dối trá. Có người nói rằng nếu mà chúng ta nói thật thì chúng ta không cần phải nhớ, bởi vì sự thật vẫn là sự thật. Điểm thứ ba là Đức Chúa Trời tỏ bày lẽ thật trong Chúa Giê-xu. Và nếu con buông tha các ngươi thì các ngươi sẽ thật được tự do. Chúa Giê-xu là đấng tự do, cho nên Ngài ban chúng ta sự tự do thật. Khi đọc bốn sách Tin Lành, chúng ta thấy kinh nghiệm của Chúa Giê-xu ở trên đất là kinh nghiệm của sự tự do. Ngài đã đến một nước đang ở dưới ít nô lệ chính trị, còn hơn thế nữa, nước đó ở dưới ít nô lệ thuộc linh và nô lệ tôn giáo. Người Pharisee đã thêm nhiều truyền thống và lời của Đức Chúa Trời để nổi dân Israel bị xiềng xích, giống như một cái ách. Cái ách đặt cho nhân chúng để nổi khiến họ khó mà vui hưởng Chúa. Jesus Christ tự do khỏi sự câu nệ của luật pháp. Chúng ta không thấy Chúa bị nô lệ cho bất cứ người nào hay là hệ thống nào, kể cả hệ thống luật pháp, bởi vì Chúa là người tự do. Và Chúa hứa ban sự tự do cho chúng ta. Nếu con buông tha các ngươi, giải phóng các ngươi thì các ngươi sẽ thật được tự do. Vì vậy càng biết Chúa Giê-xu hơn, chúng ta càng được vui hưởng sự tự do hơn. Trách nhiệm của chúng ta là biết Chúa, càng ngày càng biết Chúa. Mà muốn biết Chúa thì chúng ta phải tôn trọng sự thật. Chúng ta đọc lẽ thật của Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Các ngươi biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. À, tôi nghĩ rằng đây là một cái bài học rất là lớn, lẽ thật giải phóng chúng ta. Chúng ta không còn sợ hãi nếu mà chúng ta tin chắc rằng Chúa hứa rằng Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúng ta không lo lắng gì hết, bởi vì Chúa nói rằng Chúa sẽ chăm sóc chúng ta. Như vậy thì cái sự thật đó, nó sẽ giải cứu chúng ta, giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Mà muốn biết sự thật, chúng ta hãy đọc lời của Chúa. Đọc lời của Chúa chúng ta sẽ yên tâm. Quý vị có quyết định mỗi ngày dành thời giờ để đọc lời Chúa không? Mỗi ngày dành thời giờ để tìm kiếm sự thật không? Chỉ có trong lời Chúa chúng ta mới khám phá ra chìa khóa của sự tự do. Hãy có mối liên hệ sống động với Chúa để chúng ta có sự tự do thật. Hãy biết Chúa, hãy trông đợi Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng nếu các ngươi hằng ở trong lời Ta, hằng ở trong đạo Ta thì thật là môn đồ của Ta. Môn đồ của hội thánh truyền giáo trên đường dây có ở trong Chúa không? Có trông cậy Chúa không? Có đầu phục Chúa không? Xin Chúa giúp đỡ cho để lời của Chúa đầy dẫy tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Chúng ta biết Chúa và chúng ta tin cậy Chúa. Tôi đang sống mỗi ngày bởi đức tin nơi lời của Chúa, và tôi thấy bất cứ cái thái độ, cái quyết định, cái công việc gì làm của mình nó cũng đều được bình an, bởi vì trước hết là mình tìm kiếm Chúa và Chúa dẫn dắt. Ngay cả những cái lúc mà chúng ta có cảm tưởng giống như thất bại thì đó cũng là một cơ hội để Chúa dạy dỗ chúng ta, không sao cả. Chúng ta phải yêu mến Chúa và cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu Ta, vì Ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Vậy chưng Ta chẳng phải đến tự mình đâu, nhưng mà ấy chính Ngài đã sai Ta đến. Càng biết Chúa, chúng ta càng tin cậy Chúa. Càng biết Chúa hơn, chúng ta càng yêu Chúa hơn. Chúng ta càng yêu Chúa hơn bởi vì chúng ta được tha nhiều hơn. Chúng ta phải hoan lời Chúa. Nếu kẻ nào giữ lời Ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Đây là một câu nói thật là kỳ diệu. Sự chết có thể nói là sự chia lìa. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ lời của Chúa thì chúng ta sẽ không có phân cách với Chúa đâu. Nhiều cơ đốc nhân đã chết, nhưng sự chết không phải là kẻ thù. Chết không hủy diệt chúng ta. Chết chỉ là cánh cửa mở ra sự vinh hiển. Cho nên bất cứ những khó khăn nào trong đời sống, kể cả sự chết, vẫn không làm chúng ta nao núng, bởi vì chúng ta biết Chúa, chúng ta có hy vọng. Chúng ta phải tin cậy Chúa, phải yêu mến Chúa, phải vâng lời Chúa.
Khi chúng ta có mối liên hệ sống với Chúa, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự tự do thật của Ngài. Sự tự do càng ngày càng hơn. Tự do chúng ta vui hưởng sẽ được nhìn thấy qua sự suy nghĩ của chúng ta, lời nói chúng ta, thái độ chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm sự tự do cách vui vẻ. Chúng ta càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Vì Chúa là tự do. Càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn thì tiềm năng của chúng ta sẽ càng phóng thích ra hơn. Chúng ta sẽ thấy việc Chúa làm đời sống chúng ta dễ dàng hơn. Anh chị em có để ý đến cái ý nghĩa này không? Đôi khi chúng ta nghĩ ô số khó quá. Chúng ta không có làm được gì mới cho Chúa bởi vì chúng ta chưa được tự do. Hoặc là chúng ta nghĩ mình không có tài năng, không có cơ hội. Nhưng thưa quan bạn, anh chị em, khi chúng ta có được sự tự do trong Chúa và Chúa sẽ làm việc trong đời sống chúng ta sẽ thấy những kết quả phi thường. Trở nên giống Chúa Giêsu hơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm tự do hơn. Càng kinh nghiệm sự tự do hơn thì chúng ta càng ngày càng phóng thích tài năng của chúng ta hơn. Và Chúa tin cậy chúng ta, giao thêm việc cho chúng ta. Ta nhìn thấy điều này là Chúa giao thêm việc cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không cảm thấy đó như là một cái ách. Chúng ta cảm thấy đó như là một sự tự do. Chúng ta tự do và có quyền năng để có thể làm công việc Chúa một cách tự do. Tự do là đời sống được kiểm soát bởi lẽ thật, được động viên bởi tình yêu thương. Trong khi đó, nó lại là đời sống được kiểm soát bởi sự dối trá và được động viên bởi sự ích kỷ. Chà, chúng ta tự do trong Chúa thì chúng ta sẽ thấy sự yêu thương sẽ được phát tiết và sự ích kỷ sẽ bị đẩy lùi. Tự do là kết quả của mối tương giao sống động với Chúa Giêsu. Bước đi trong Chúa Giêsu, nói chuyện với Chúa Giêsu, học hỏi từ Chúa Giêsu. Sự tự do là một phước hạnh rất là lớn. Nếu mà nói là Đức Chúa Trời là ai, tôi nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Nếu hỏi Chúa đã làm gì cho chúng ta thì tôi nói là Ngài giải phóng tôi, Ngài ban cho tôi tự do. Đồng bào của chúng ta nhiều người đang ở dưới nô lệ của tội lỗi, của truyền thống, của sự sợ hãi, của mê tín, họ chưa thoát ra ác được. À, ngay trong hội thánh cũng có những người như Phêrô nói rằng tổ phụ chúng ta không mang nổi, chúng ta lại đi gán thêm cái ích cho những người khác sao? Như một bài học tôi nghĩ rằng nó cũng cần thiết cho anh chị em là những người của hội thánh truyền giáo trên đường dây. Chúng ta đã dành cả một năm rồi để mà học lời của Chúa. Chúng ta duy trì được cái chương trình này một cách mới mẻ, một cách tự do. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là điều phước cho chúng ta. Tôi biết có một số nơi, có một số người không được tự do. Ngay cả tự do để mà nghe một sư hoài giảng hoặc là một sư kiến giảng buổi tối thứ sáu này cũng không được tự do nữa. Tại vì họ bị ràng buộc. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa về sự tự do. Hãy vui hưởng sự tự do của Chúa. Hãy đến ách nô lệ của nhiều người để giúp đỡ cho họ được tự do. Xin Chúa cũng giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta biết ý nghĩa sự tự do. Càng đầu phục Chúa Giêsu chừng nào, chúng ta càng tự do từng nấy, càng được giải thoát ra khỏi cái truyền thống cũ, cái ràng buộc cũ, cái tâm hồn cũ, cái con người cũ của chúng ta được tự do. Ta không có được tự do để phạm tội. Chúng ta được tự do để làm theo ý Chúa. Chúng ta được kiểm soát bởi lẽ thật. Chúng ta được động viên với tình yêu thương. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang có sự tự do. Tôi ước ao rằng trong những ngày sắp tới, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ học cái bài học về tự do khỏi những cái điều gì. Tôi biết rằng đây là điều mới mẻ, anh em cần phải học giống như là ăn đồ cứng vậy. Là chúng ta sẽ lần được ăn những đồ cứng khi chúng ta nghe lời của Chúa, khi chúng ta sâu nghiệm trong lời của Chúa.
Và vào hôm nay, gom lại một điều là cảm ơn Chúa, chúng ta đang vui hưởng sự tự do. Cảm ơn Chúa về sự tự do Chúa ban cho chúng ta. Và như cái câu gốc đúng ra là cái câu trong Galati nói rằng anh em đã được sự tự do, đã được buông tha cho sự tự do, và đừng để mình giữ ách nô lệ nữa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh em lắng nghe. Amen.